Ơi cái giường mọi người ơi, cho mọi người xem nhà và giường nhé. Nhà thì như thế này nè, dáng mục nát hết à, tôn cũng mục nát hết à. Đây ra giường khoảng 2-3 phút gì đó, 5 phút gì đó. Đây, khai mở kỳ sẽ bài chi. Mở cửa cho nó vô. À nó nè nè. Ai da. Nè. Bị đồ này đi lượm trái cọ đây. Mấy con chó này không có mở nó đâu, nó ở nhà nó mở một con cho chừng nhà. Nhà nó quậy người ta qua lại nó rượt. Mở một con. Chị sờ bên đây. Chị sờ bên đi. Chị đi. Đi ra ngoài tiểu. Ai vậy? Nhà mục nát hết rồi nè. Đối diện nhau có cây chung dắt. Như nhà mình cách cả nhà tới Mã Lai. Ở đây nguyên khu Mã Lai. Còn nhà mình nãy đi ngược hướng trên đó là người Hoa. Quẹo ra ngoài, ngoài quẹo thẳng đó là tới rồi đó. Ra tới cái cò này. Hồi nãy là mình ở trong cái khu trong. Trong đó nhìn không có thấy đâu, cây cối bịt bù chưa trồng. Được ghét từ ta cút đi bụng thì ta lên cung thì ta được ghét tập mà
sâu vô trong á, khó đi lắm. Đây giường của mình cao nhất của cái khu này đây đó, tới rồi đó. Giường mình ở trước trước có một cái xóm nhà đông lắm, đây là Tà Man, khu phố mới mở à, lão hết rồi, cỏ mênh mông không có trái chăng gì hết. Giường ấy tuốt tuốt chỏng đi vô chỏng, có khi đi lộ bằng, có khi đá lông trong. À, giờ chỉ mấy cái con này mới lớn nè, khi nó đẩy chồng lại hết không có tiền, giờ chồng từ từ cây từ cây. Mấy cái con nó mọc lên thì bứng chồng lại. Chứ người ta mua, người ta trồng cái chỗ thu mua người ta mới chấp nhận người ta mua. Rồi chào bài hey, yeah. Xí chêu à, ngủ à, mở cửa cho nó ra. Đây là đồ nghề để mình đi vớt trái đó mọi người. Này dũng sĩ ăn cắt của hình nạ trái, lấy trái đây. Wow, trái này bự quá, trái này bự lắm. Chỗ này ngày hôm qua mình lụm hết rồi, hôm nay còn mấy trái con con. Đổ gì đó, hôm qua mình lụm hết rồi. Chứ bèn vườn dừa cao của 15 mét đó mọi người. Nhìn cái cây này nè, kêu nó cưa nó cũng không cưa nữa, bữa nào gió thổi ngã cái chết luôn, nó đè mình chứ không gì. À, cây này cũng hết trái rồi mọi người, cây này mới trồng bị mấy con bò nó ăn nè. Đó, được đóng trái nhiêu nè, mình mới đẩy có một phần, còn chắc còn hai phần gì nữa quá, được 1000 ký không biết được không. Như cái cây này hả, là trồng khoảng 2-3 năm rồi đó mọi người, chưa có trái, khoảng 3-4 năm nó mới có trái. Như cây này là khoảng 4 năm nè, có trái, trái nó khoảng gần ký rồi đó. Giờ nó trái nó chưa chín, màu đen gì là chưa chín, trái nó đỏ đỏ nó mới chín. Như cây này cũng 3 năm mà chưa trái. Nhiều khi mình trồng nó có trái, nhiều khi trồng nó không có trái mọi người ơi. Phải chặt nó bỏ. Đây nè,
nó rụng đỏ hết trơn như vậy nè. Nếu không có cỏ thì mình lấy cái này mình cào nó rất là nhanh, không có cỏ thì mình lụm từ trái nó lâu lắm. Cái trái này mình ghim đâu có nổi đâu, khoảng hai mấy ba chục ký á, ghim lớ quớ gớt vô chân là chết. Nhỏ nhỏ mình còn ghim được chứ, bự gì ghim không được. Không quá, cắt cái cây này nè. Như cái cây đó có cái trái, mọi người thấy trái đen đen trên đó đã tròn tròn là trái nó sắp chín rồi, chắc tháng sau chín. Chứ ăn gì vẫn chưa được. Uống sủa à? Như trái này chưa chín. Cái này chắc cỡ 4 năm, 5 năm nữa. Trái này chín mà nó rụng hết trơn. Mình cũng phải cắt cho nó chấm. Rồi nhìn cái lá nó gai gì mọi người, trúng một cái là gai gốc không. Mấy cái cây nhỏ này nó nguy hiểm, mình phải sơ ý. Chúng như cái gai nó là nhọn nhọn rồi mọi người, cầm cái lá cũng phải cầm theo cái kẻ này nè, chứ không có ộp vô một cái là dính liền. Cắt rồi mình bợ, mình bợ gì mình ghim nè, ghim nhẹ nhàng chứ không có được. Trái nó cũng gai con luôn, trái nó cũng gai không. Mấy cái cây chót nó chưa tay ngang, tay không, không có cầm được. Mấy cây nhọn nhọn nè. Ghim nó lên. Đó, mấy cái trái nhỏ này, ký ký hai ký. Bắt đầu cây nó lớn, trái nó lớn theo. Như mấy cái cây này là ba mấy bốn chục năm. Như cái vườn này ba mấy bốn chục năm là trái nó mới bự như hồi nãy đó, đã, hai ba chục ký. Cắt, không ai chịu cắt hết trơn, tự nó cắt. Tự nó cắt đó, nó ai cũng chạy cũng sợ.
nó dướng vô cái gai của nó. Sếp ơi, con này bắt chuột giỏi lắm mà, con gì nó cũng bắt, rắn độc nó cũng cắt, con kỳ đà cũng bắt, con quai nó cũng cắt, con sóc nó cũng bắt. Có một mình á, người một đàn có một mình á, ở giữ nhà cũng biết, cũng hay. Cỏ phải làm triệt để mới được, nó xịt thuốc xịt hoài xịt không chết, xịt vài bữa lên xịt vài bữa lên, xịt cái lướt cái lướt cái lướt, vườn gì là đỡ dữ lắm rồi đó, như đám gừng vậy đó. Năm công rưỡi sáu công mọi người, nhìn cái khu nào cao là khu của nó, đó qua tới mấy cái mí bên nó cây cây thấp thấp đó. Vườn người ta trồng thấp thấp bên đó mọi người, cái đó chắc cỡ 7-8 năm đó, trái bự hơn cái này một chút. Cây nhỏ cắt khổ lắm, cực lắm mà không có trái, không ký. Như cây này chắc 5 năm, 6 năm nữa mọi người. Tại mình không biết chính xác nó lên ên nó đó. Nhìn cái độ tuổi, nhìn cái độ trái mình biết á. Trái này nó chưa chín nè. Trái này cỡ 3-4-5 ký. Cái vườn bên đó cao hơn, cả chục năm gì rồi đó, mình cũng không biết nữa. Như cái lá bự này nè, nó bớt gai ở trên, nó gai ở phía dưới. Chỉ gai ở phía dưới này thôi. Còn này xem, lá với gai. Như cái đoạn giữa này nè, nó bớt gai. Ây da, sợ thấy chưa, lá như lá dừa mình á, mà nó có khi nó có gai. Nó mấy cây chùm ổi này độc lắm nè.
Xả leo lại em. Nè nè em, xin nè. Để mình đi qua cái vườn này quay cho mọi người coi. Vườn này khoảng 8, 9 năm, 10 năm gì đó. Tại mình cũng không có gõ người ta chung, người ta trồng khi nào. Chồng mình nói cả độ đó. Rồi 8, 9 năm, 10 năm gì đó, 12 năm gì đó. Ủa, trái chín rồi. Cái này người ta cho người khác cầm rồi, cho nhà nước trồng rồi. Trái gì là cắt được rồi đó mọi người. Thấy ham không? Vườn ta. Cái này nhà nước trồng mà nè, mình phải trả tiền cho nhà nước nữa đó, hàng tháng. Mà nhà nước cho mình tiền hàng tháng đâu có 1.000 à. Cái này cũng 5,5-6 công đó. Cắt cực lắm mọi người ơi. Như cái cây hồi nãy đó là chót vô cái lá chỗ này nè. Chót đây cái, chót cái đó. Nhìn cái lá nó gai nè. Không cẩn thận rồi sưng tay ha. Mang găng tay cũng phải nguy hiểm. Cầm là bỡ dưới bỡ lên. Trái cũng nhiều nè. Này trái cỡ 15-20 kg. Cắt quanh năm suốt tháng vậy đó mọi người. Khi trái nhiều khi chắc trái ít. Khoảng 15 ngày 20 ngày là cắt được. Chứ mình để lâu quá trái nó chín rụng hết. Người ta cắt vườn người ta trồng điều gan như nè. Người ta mua một cái loại giống, người ta trồng một ngày một tháng nó mới ra điều trái như. Cái vườn của mình nè, cao có, thấp có, lùn có, yếu tùm lưa hết trơn. Mỗi lần đi cắt phải cắt, phải xách cái nhiều thứ á. Thứ chót, thứ cắt ở trên, thứ cắt ở dưới. Kêu nó trồng một lượt nữa, không chịu trồng. Trồng từ từ từ. Mốt già là không ai chịu cắt cho, tôi chết đói. Gốc nó bự gì đó mà. Cái này chắc độ 10 năm đó. Độ 10 năm, 11 năm, 12 năm trở lại là mọi người. Là người ta có giải phân đó, hàng tháng, ý 3 tháng, 4 tháng giải phân lần đó mọi người. Nó mới trái nhiều. Nó vườn ta đẹp vậy đó. Cái này là cho nhà nước trồng rồi đó. Con cái ở đây hả, đi ra Singapore làm, ra thành phố làm chứ không ai chịu ở quê chứ. Thành ra ông bà già không ai làm, người ta đưa cho nhà nước trồng. Rồi hàng tháng nhà nước trả tiền lại cho mình. Đủ ăn gì đó, 1.000 lít đủ ăn, 5 triệu mình. Rẻ dữ lắm mọi người ơi. Mình tự cắt đó, đó. Nhiều người nên tự cắt 8 công ha, vườn của mình 6 công ha. Tháng có 1.000-1.000 ngoài ký, nhiều khi có 800 ký nữa. Người ta 8 công hả, tháng ta cắt 1 lần được cũng phải 4.000 ký, 5.000 ký. 2 lần á thì người ta cũng 9-10.000 ký. Tháng ta cũng 9-10.000, ta bỏ túi ăn phè phẩm. Vừa giờ có giá rồi. Mỗi lần có 300-400 chứ giờ 1.000-1.100 gì rồi đó. 1.000 cân, 1.000 ký đó người, tiền tấn đó. Vườn nhà mình có trái chăng gì đâu đó. Hồi đó ông ba đó ăn chơi phe phởn, giờ con nó chịu đó. Không có tiền chồng, có nhiều ổng sách đi chơi gái, đánh bài, đánh bạc. Ổng làm quyền mà. Ổng chết 2 năm nay nó mới đứng lên đó. Nó làm đó chứ. Đó không ai làm, ổng có ngày ngồi ở nhà uống số. Có nhiều tiền kêu người ta cắt, khi người ta cắt khi không. Đứng lại uống số. Có nhiều quýnh hết nhiều. Nhà nghèo mạt luôn. Giờ ổng chết rồi nó mới bắt đầu làm. Người dân ở đây cũng không có ý thức gì hết trơn á. Vườn người ta muốn dục ghét là dục đó. Cứ lâu lâu lại có vài bịt gái kìa, bịt gác hoài. Như cây này chưa có trái là 2 năm rồi đó, 3 năm gì rồi.
rồi, cái trái này nó bự rồi. Mình bắt đi quay, không có lụm chứ, mình lụm phụ ống cũng đỡ. Trời, hai trái này một cặp nó đẹp hết sức. Cái ép ra lấy cái dầu ở trong đó mọi người, không phải là cái thịt này, mà là trong cái hạt đó. Trong cái hạt trong nó có dầu mọi người, ép làm dầu ăn mình đó. Cắn thì nó cũng ngọt ngọt, hơi hơi. Chó nó cũng ăn, chuột nó cũng ăn, mấy con sóc rồi nó cũng ăn. Không có gì ăn, nó cắn mấy trái này nó ăn. Đẹp quá trời đẹp. Gì đâu, đúng. Đúng chín luôn. Ba cái cỏ này á, xịt á, xịt gọi cái gốc nó lên, xịt gọi cái gốc nó lên. Mình có trồng được hai cây sầu riêng mình đó. Bò nó là cái cắn lá hoài chuỗi hết chưa. Cho xe hết ba trái đủ đủ rồi. Trái bự là phải hai người dích. Quay tới đây thôi mọi người ơi, tại vì có nhiều corona covid quá mình không dám lại gần mọi người. Người ta cũng ngại không có cho mình quay nữa. Mình chỉ cho mọi người xem vậy thôi. Được nhiều mọi người. Ngàn tập. Không biết được ngàn ký không? Gửi ký mọi người ơi, được ngàn gửi, được ngàn gửi ký. Thôi tạm biệt mọi người nha.